Hello, Trường Anh Ô Tô xin gửi lời chào đến toàn thể các anh chị nhé. Em mới về, em con Gentra đời 2009 rất cọp nè. Còn cái con xe Mercedes 16 chỗ Sprinter nè. Con này thì chú đã rất là tin tưởng, chú ở bên Bình Phước đã xuống tận nơi và mua cái con xe này rồi nha anh chị nha. Đây ạ. Xe rất cọp, xe này nói chung là em đã có đăng lên trên cái trang YouTube của em rồi nha. Em cảm ơn toàn thể tất cả các anh chị đã ủng hộ cho bên salon ô tô Trường Anh trong suốt thời gian qua. Bây giờ bên cháu sẽ làm cho chú một cái giấy là mua bán bao tranh chấp cho chú, là có mộc đóng vô luôn, là chú cứ về như vậy là chú chạy thôi chứ không phải làm bất cứ một cái gì nữa. Tại vì xe này nó là xe dòng du lịch. Chạy xe dạ, đó. Rồi. Thì chú chạy xe tải chú biết rồi đó. Ba cái dòng xe khách đó. Xe đít. Dạ. Từ Bình Phước về đến Cần Thơ. Dạ. Ok chú. Thì nói chung là chú mua rồi chú chạy thôi. Hộp đen là kinh vị đầy đủ hết. Về đến nhà tệ con dạ. Này. Ok chú. Đi chuyển xe thôi. Dạ. Cái này xíu nữa kêu ông Bi cũng cấp cho cái mã số định vị để coi trong cái điện thoại á. Coi trong cái điện thoại là chú đi đến đâu, xe đi đến đâu là biết hết. Bên này con em, con xe Mercedes Benz Sprinter này em đã bán cho chú ở Bình Phước rồi anh chị ơi. Cảm ơn toàn thể tất cả các anh chị đã ủng hộ cho salon ô tô Trường Anh trong suốt thời gian qua. Đây à. Đây là chú chủ của cái xe mới này đây. Đó. Còn không chạy đi rút tiền cũng được à? Dạ. Cái tiền ở đây rồi, tài khoản đấy rồi đi thôi. Dạ. Ra ngân hàng rồi rút luôn, nó có ngân hàng đầu tư để chỗ này chẳng có. Ở đây Sacombank nè, Vietinbank nè, rồi DIVB nè, ngân hàng công thương cũng có. Dạ, DIVB không ạ? Có luôn ạ. Trường Anh rất cảm ơn tất cả anh chị đã ủng hộ cho Trường Anh trong suốt thời gian qua nhé. Đây là con xe Mercedes-Benz, con này là con Winter nè, hộp tất xẻ nè, rồi định vị nè, hộp đen đầy đủ hết rồi. Đó, con xe này chính thức bên em đã bán rồi nha anh chị nha. Con 16 chỗ này bên em bán rồi nha. Đây nè. Đó, chú tới ở rất xa, tới bên salon ô tô Trường Anh và đã mua con xe rồi. Giấy tờ đầy đủ hết. Và một lần nữa em xin cảm ơn toàn thể tất cả các anh chị ạ. Em cũng mới về con Gentra nè, con Gentra này chất lắm. Anh chị nào mà mua thì cứ liên hệ đến em nhé, để nhận được cái giá cả tốt nhất, hợp lý nhất ạ. Và một lần nữa em xin chào và xin hẹn gặp lại ạ.